Ai mặc mới tắm xong hả? Mới tắm xong đẹp trai hả? Trời ơi, dơ quá rồi, phải tắm thôi. Tắm rồi hả? Thoa tinh dầu thơm vô đi chơi nhá mặt nha. Này phải... Không, cái này đừng có xịt, cái này mở cái nắp ra bôi luôn. Chứ xịt biết khi nào cho đủ, đúng không? Mà thơm ha? Mũi thơm. Mặt ơi! Mà này thấy á, đẹp trai, trẻ trung ha. Đi không? Đi cô gái không? Xin dẫn đi cô gái nè. Tắm rửa đẹp trai xong rồi đi cô gái nè. Thơm không Mọc? Thơm không? Rồi, xịt nãy giờ. Mọc là nửa chai. Xíu hồi xúc cho chai mới luôn nghe, chứ gần hết rồi đó. Mà công nhận thơm thiệt. Quá thơm. Chứ sao? Nửa chai còn không đủ với bộ lông. Nhìn bộ lông nè. Đã không? Bộ lông đã không? Mọc. Đi. Đi chơi không? Đi thôi. Nghiêng đầu, nghiêng đầu. Chơi đi, chơi. Cái bờm á, cái bờm cho thơm thơm xíu. Đó. Quá xuất sắc. Rồi đi, đi.